Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ nói một số điều về phần một số tính năng trong phần setting của Xiaomi Mi 8 SE. Trước tiên mình nói về phần My Device trước. Đây là một số thông tin về máy, CPU, dung lượng pin, camera, màn hình, độ phân giải RAM, ROM các thứ. Đây là một số. Tiếp theo mình muốn nói đó là phần wifi. Đây. Các bạn thấy chạm để xe wifi, chạm vào nó sẽ hiện lên cái phần mã QR code. Các bạn lấy điện thoại khác và quét cái mã QR code này thì các bạn có thể đăng nhập wifi luôn, không cần nhập mật khẩu gì cả. Các là tiện dụng. Tiếp theo đó là phần dưới đây có cài đặt, nó có sẵn app lock luôn, tức là khóa các ứng dụng. Đây, cái ứng dụng là các bạn muốn khóa lại thì các bạn sẽ đặt mật khẩu ở đây. Đó, các bạn chỉ thêm vào và khóa ứng dụng, nó tích hợp sẵn trên máy. Tiếp theo là dual app, tức là nhân đôi lên. Ví dụ như máy bạn có một cái Facebook mà bạn muốn dùng hai tài khoản thì làm sao? Các bạn sẽ dùng đây, các bạn chế độ dual app này, các bạn sẽ nhân chọn vào thì cái bay trên máy các bạn bây giờ sẽ có hai ứng dụng Facebook riêng biệt, các bạn có thể xài hai tài khoản riêng biệt. Đây, trên màn hình chính của mình đang có một Facebook và ở đây có một Facebook nữa, là tổng cộng mình có hai app Facebook riêng biệt luôn. Đây, hai app Facebook riêng biệt, đó là tính năng dual app, tức là sẽ có hai app. Tiếp theo là phần về second page, tức là không gian thứ hai, second page. Thì các bạn, nếu các bạn bật tính năng này thì các bạn sẽ tạo ra một không gian mới. Và không gian nó giống như là các app, các ứng dụng này sẽ lên giống như là lúc đầu bạn mua máy về vậy. Nó trống trơn, không có các app mà đã cài đặt. Thì nó vẫn sẽ giữ không gian cũ của bạn, những cất giữ các app cũ của bạn ở một và cái này chỉ là tạo ra một không gian mới và những ứng dụng cũ vẫn còn. Tuy nhiên tạo ra không gian mới này thì nó sẽ không gian đó chỉ chứa các app mà lúc đầu các bạn mua máy thôi, kiểu như vậy. Tiếp theo đó là có tích hợp sẵn security ở đây. Security Security thì nó có bạn cho các bạn dọn rác, hiển thị pin. Nhưng mà phần mình muốn nói ở đây là game speed butter. Thì các bạn có thể thêm game và add các game vào để cho máy nó sẽ ưu tiên hoạt động các ứng dụng này, các game này. Sẽ khi mà thêm các app này vào phần game speed motor này thì các game này sẽ được ưu tiên hoạt động, tức là nếu dùng mạng thì nó sẽ ưu tiên mạng cho các game ứng dụng này, và nói chung là nó được ưu tiên nhất có thể, game này có thể ưu tiên được có thể để các bạn chơi game được mượt mà hơn, nhanh chóng hơn. Thì còn một phần nữa trong phần setting, đó là phần đây, additional setting. Đây có phần wishbone tao nó lên thì kiểu như là cái nút tròn đây, cái nút tròn của iPhone ngày xưa ấy. Các bạn có thể chụp màn hình, bật đồng bộ, về menu, về đa nhiệm chẳng hạn. Đấy, cũng nhanh chóng và tiện lợi, bạn có thể tùy chọn tùy biến cho cái nút này, nó cũng là một tính năng. Rồi, thì các bạn không dùng thì nó sẽ thu gọn lại vào bên trong này. Khá là hay, nếu muốn xài thì bật lên. Rồi, đó một số điều mình muốn nói. Xin cảm ơn mọi người.